Chào em, anh em tới nhà Cà Mau không? Mình đang hôm nay mình đi du lịch bạn. Bây giờ mình đang trên cầu cây cầu gì đó? Cầu Gạch Miễu. Cầu Gạch Miễu. Quay luôn. À quay luôn. Nè, lên cầu Gạch Miễu bạn. Hay xuống xuống đi quay đúng. Đấy. Buồn đi quay xuống. Ê, tao quay đây, ai quay xuôi đi, tao quay ngược. Buồn đi cái. Ơi đang thôi. Lên cầu Gạch Miễu bạn, cầu gì? Cầu Dầm Cống các bạn. Nè, em lấy cái tay ra đi, mắt gì anh chua vậy? Đang lên cầu Dầm Cống các bạn. Chưa chị nhỏ.
nổi tiếng nhất bông sen hả? Này nhé nhé dưới kìa, đó là vườn cam này, cam nhiều lắm, này cam nhiều. Đây là vườn cam bạn, đây là ăn trái, đây là ruộng lúa bạn. Chúc mình đi đây là chúc có tới có lò gạch nữa nè, quay được lò gạch nữa nè. Còn cây cầu cầu lãnh. Ê ông sen mẹ. Đây đầm sen các bạn. Đây Đồng Tháp là nổi tiếng về sen, đây có sen luôn các bạn. Bước tới cầu Cao Lãnh bạn.
bạn thấy xa xa đó có hai cây trụ tháp cao cao đó là đầu con hả các bạn, để mình phóng gần lại cho bạn xem nha. Bạn dẹp điện thoại lên coi nè, chưa tới bài xa quá, nó còn hơi màu quá. Tại mắt thằng cây nãy cũng còn khoảng 8 cây số luôn anh, mới tới cái cầu Cao Lãnh nha. Bên đây là họ trồng mướp nữa nè, trồng mướp có nhiều lầu các bạn. Bên này lúa đang chín rồi, người dân cũng đang chuẩn bị thu hoạch nha, mà gió nó gặp lúa rồi. Đây đằng trước là mình thấy cái trụ cầu của Cao Lãnh các bạn. Đây mình có thể zoom lại cho bạn thấy được rồi nè. Đó, nó nằm ngang ở trên. Đó. Đây mình zoom lại gần bạn thêm nha. Đây thấy chưa đó. Đó. Đó là trước mặt bạn là cái cầu Cao Lãnh các bạn, nó đang dắt ngang con đường cây các bạn. Đây. Quá màu. Lên đi ngồi nè con. Lên đi ngồi coi nè. Có đâu bên dưới bà xem không nè. Bà đang bật 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 đó bạn thấy à chút xíu mày chỉ con đâu không rồi đó đó cái trên cây cầu Cao Lãnh các bạn, tháp xa xa đó là còn xa lắm nha, tầm đây đó là khoảng 4 đến 5 cây số các bạn, em zoom lại cho bạn xem đây nha, từ mình sẽ tới bạn thêm cái đó mình xả buông zoom lại nha. Đây bạn ơi, đầm sen bên đây mới đẹp dữ nè. Nằm bên tàu bãi nè bạn, con hình bên đây nha. Quá trời đẹp luôn ơi. Để mình vô lại gần cho anh xem nha. Đây. Đó, quá trời đẹp luôn ơi. Đầm sen to tướng quá, bông lỗ cậu quá. Đó, đầm sen bạn. Quá đẹp luôn nha. Nếu một con sen bạn. Tháp 10 nổi tiếng với bông sen nha. Đây bầm tước đằng trước còn đầm nữa bạn ơi. Quá trời. Dịch xe xuống hỏi với chúng mình. Bông sen quá trời đẹp nha. Anh cho em chưa tắt máy à. Chị có quá chưa tắt máy à. Đây làm sen, miếng sen này bên đây là sen nhà quá cho nằm mình không đó là tàu làm sen đó bạn. Tôi nói là sen không nha. Gần tới cầu Cao Lãnh bạn, tại vì em dòm nó xa, nằm xa lắm, em dòm lại cho gần bạn xem đây chứ, nó còn khoảng 4-5 cây số mới tới các bạn, quá tài quá. Đây là sen các bạn, đây đó. Trước đó bằng tay mình chỉ không, nó là cái cầu Cao Lãnh bạn. Bây giờ đến gần gần lắm rồi nha. Đó là trước là cái cầu Cao Lãnh bạn. Nó xa lắm nha. Thấy nhìn thấy xa lắm nha. Đập
lập mà chưa có tên nữa. Nguyễn Bình mà chưa biết bán gì bạn. Chân cầu Cao Lãnh các bạn. Đây ở dưới này là xà lan xúc cát các bạn. À, đang xúc cát nha, đang cầm cát. 16. Bên đây thì không có bạn. Bên đây thì được cái chữ đại học là Đồng Tháp. Bây giờ là mình xuống chân cầu Cao Lãnh bạn. Nhạc đi, cha chi vậy? À, xuống cầu cảnh tượng không gì khác hơn là cây xanh không anh? Trời ơi. Thằng kia phát trực tiếp thì từ cái giống cầu kia qua giống cầu ở đây phát mới được rồi, phát nhạc từ giống cầu